nó làm tốt ngon hết rồi. Rồi bông hưởng đi. Ừ rồi. Sao mà hưởng nữa? Để hả? Hưởng đang cay rồi. Ừ rồi, hưởng rồi. Ăn tan nát bánh lắm rồi. Mấy ăn tan nát hết luôn hả? Ờ, bông có muốn ăn gì không? Bông khác tôi lại đây tôi cúng cho bông ăn. Hello quý anh chị, quay trở lại video mới của Hiệp. Thì hiện tại Hiệp đang có mặt tại nơi tại cây bú sữa, nơi cô gái quyên sinh quý anh chị. Thì mình đã giúp cô gái 23 tuổi đi siêu thoát rồi quý anh chị. Thì cái clip đó mình không có đăng lên kênh lớn của mình các bạn. Mình chỉ đăng lên kênh nhỏ của mình thôi. Kênh nhỏ của mình là Hiệp TV. Thì mình đã giúp cô gái đó thành công. Trong lúc mình giúp cô gái thì ở phía sau lùm chuối, mình về mình coi cam lại, quý anh chị cũng thấy là có một cái vong con quỷ xuất hiện. Con quỷ đó mặc đồ trắng quý anh chị, nhưng mà mình không biết vong quỷ đó là quỷ hiền hay là quỷ dữ. Thì hôm nay mình muốn quay lại đây, mình khám phá cái khu này coi có xuất hiện cái con quỷ nó áo trắng nó ẩn phía sau bụi chuối lúc mà mình giúp vong cô gái đi siêu thoát các bạn. Thì trước khi đi vào khu rừng rậm rạp âm u khám phá về tâm linh ma mị, thì quý anh chị nhớ cho Hiệp xin mỗi một người một like ha, cũng như quý anh chị và các bạn ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Hiệp, để Hiệp có động lực để đi quay video những cái nơi rùng rợn để phục vụ cho quý anh chị xem. Hiệp cũng cảm ơn quý anh chị và tất cả các bạn và tất cả cô chú đã xem kênh của Hiệp trong thời gian vừa qua. Thì ok quý anh chị, bây giờ Hiệp mời quý anh chị cùng đồng hành với mình ha. Tháng này trời mưa các bạn ơi, đi không có mang giày được, chỉ mang chỉ đi chân không thôi. Bữa trước là mình thấy cái bông con quỷ nó ở đây nè, nó ở trên cam. Sao hôm nay không thấy ta? Để mình qua bụi tre này quý anh chị. Không thấy quý anh chị ơi. Chắc có thể mình đi qua bên kia quý anh chị, qua bên cái khu rừng quan ở bên kia. Ở bên đây hôm nay không thấy quần nào hết. Ở đây khung cảnh giấc chiều nhìn thấy cũng tuyệt vời ha quý anh chị. Ở đây là quê của nội mình các bạn. Bà con ở đây mới xả lúa. Đồng ở đây mình nghe nói làm ruộng cũng bị thất các bạn ơi, làm không có trúng.
giờ này vừa sụp tối xuống. Hôm nay mình đuối luôn các bạn ơi, làm có một cái video đăng lên YouTube mà dính nhạc chỉ có 40 giây thôi. YouTube nó bắt bản quyền, mình không biết như thế nào, mình không biết là dính nhạc ngay chỗ nào nữa. Tìm muốn chết luôn, tải lên tải xuống 4 lần các bạn mới thành công. Cuối cùng YouTube nó cho phát hiện là 28 phút 50 mấy giây. Công nhận nó hay thiệt. Chà, giờ này đi vô trong cái lùm này đuối các bạn ơi. Đợt trước mình qua đây khám phá cái lúc mà ban ngày đó, lúc đầu thì mình thấy vong cô gái, còn clip thứ hai thứ ba hay gì đó, thứ hai là mình thấy vong áo đỏ các bạn. Cái khu rừng ngậm gạp này á, nói về tâm linh thì thầy luôn. Bà con ở đây người ta đi làm ruộng làm rẫy ban ngày người ta cũng thấy luôn các bạn, gì đỏ bánh gì trời, dữ ghê không? Dấu hiệu đó hình như là có một người nào đứng các bạn. Gì trời, quý anh chị nghe gì cái đùng không? Hết hồn hết vía các bạn. Ốc cục mình bây giờ nó nổi lên cùng cục luôn á, quý anh chị coi nè. Cái tiếng này hình như là cái tiếng trái dừa hay là cái trái gì nó rớt quý anh chị. Đó. Mà trong vườn dừa này á toàn là dừa lùng lùng chưa có trái các bạn. Cho hỏi ở trong cái khu rừng ngậm gạp này có ai trống không ạ? Có hồn mà nghe sụt sạt dữ vậy trời. Mình thấy hai vong. Một vong. Một hai ta. Hai. Đang làm gì ta? Để mình vô mình coi kỹ các bạn. Ma hay là người vậy? Trời. Mới có 6 giờ 15 phút. À, mình thấy quỷ đồ chọc quá anh chị. Cái đầu ta. Trời. Nếm xíu đạp lên cái cây chắc chết luôn á. Rồi hai con quỷ rồi. Cho hỏi ma hay là người vậy?
rồi. Thứ hai con luôn. Một bông đầu trọc, một bông áo trắng. Dưới không? Nó đang quánh lộn hay sao đó các bạn. Cho hỏi hai bông đang làm gì đó. À, nó đang xâm chiếm giành địa bàn của anh chị. Ồ, hai bông có thể gác kiếm lên ha. Gác cây đi. Chút nữa tôi cúng kiến cho ăn rồi hỏi thăm chút xíu rồi. Còn bông bên kia là bông sao vậy ta? Áo trắng, thế là lạ quá. Chắc chắn hai con quỷ này nó đang tranh giành địa bàn các bạn. Quỷ kia đi đâu rồi? Còn quỷ đầu độc đâu rồi? À, hiện giờ thì tôi đang thấy vong đầu trọc đang đứng ở trong phía lùm này. Vong có thể cho tôi hỏi thăm được không? Vong làm gì vậy? Hình như là đang xâm chiếm địa bàn phải không? Trời trời trời. Ghê không? Quá trời lâu dữ lắm à, mình mới thấy quỷ đồ độc với anh chị. Tôi đến đây chỉ giúp vong thôi ha, chứ không phải là xâm chiếm địa bàn ha. Còn quỷ kia nó về bên kia rồi. Tôi mời vong đầu trọc qua bên đây hưởng nhan khối nha. Hôm nay tôi có đem bánh trái lại nè. Đi qua đây nè. Rồi giao lưu coi. Đi qua đi. Quán đồ trọc. Qua bên nhà bên đây nè. Rồi anh em mình giao lưu coi. Còn quỷ kia làm gì trời? Đang làm gì chống vậy ta? Còn con đầu trọc đứng đây. Qua đây đi. Rồi có gì anh em mình hồi nói. Tôi đâu có xâm chiếm địa bàn gì đâu. Con quỷ này đang làm gì ta? Đứng bệnh của anh chị. Cái gì? Là tưởng nó không gắn. Coi con này đang làm gì ta?
hơi màu mã không quý anh chị. Hỏi ông đang làm gì đó ạ? Sao bắn tôi? Để hả? Có ăn quán gì không? Ông chứ quỷ đồ chọc có ăn quán gì không? Có. Rồi nó mới vào cướp mày có thấy không? Thấy rồi. Làm kiếm về là dù việc gì? Mày hỏi ra cái gì tao bấm mày bây giờ. Cậu đứng à? Con quỷ đâu chọc đó rồi? Quỷ đâu chọc hả? Nhà ngươi làm gì nó mà bây giờ nó không dám qua đây? Súng nó quẩn nó luôn. Ngươi ngày xưa cái lúc mà chưa mất nhà ngươi làm bên chế tạo súng hay gì mà bây giờ có súng bắn? Còn chế súng đâu, nhà ngươi bắn tôi nghe coi. Bắn cái gì? Bắn súng. Rồi tao bắn mày nha. Đâu bắn quỷ rồi chọc thử coi. Tuyệt bắn thôi. Tôi người đi giúp vong mà. Không thấy cái đâu bắn đó. Nghe tiếng như vậy? Ồ kìa có bắn. Súng phải bắn nó nghe tiếng chứ. Kìa bắn này ra. Mày thử không? Súng đó dở quá không ấy, tôi cho mượn cái súng nước bắn không ơi. Bắn mày à. Bắn ơi. Bắn cái tóc luôn ghê chứ. Con không? Quỷ này vô thiệt quý anh chị, còn quỷ nó chậm không ai? Quỷ chậm. Nắm tay mày. Qua đây vô luôn xíu, quỷ đồ chậm. Đó rồi, sao giống qua được rồi, có tao. Vậy là nhà ngươi với quỷ đồ chậm là tranh giành địa bàn ha. Địa bàn bệnh đó ha. Sao nó qua con quỷ này. Nó qua đó không? Qua. Mày đâu con quỷ kìa. Quỷ đâu không tiêu được đâu. Nó mới gột quý anh chị. Đó. Quỷ này để ngồi mình giao lưu với nó các bạn. Nó biết bắn súng. Bắn là tróc tróc không à. Rồi ở đâu à? Ở giữa đồng mồ mã ra nhiều dữ lắm các bạn. Tất cả ở đâu đây vậy ta? Thì ok, mình
có thể mình đặt máy mình cúng kiến cho hai cái bông quỷ này ra mình giao tiếp với nói với anh chị. Ủa rồi chọc, thấy hiền quá. Con quỷ đầu chọc này có thể là bị cái con quỷ cái mặt trắng trắng nó ăn hiếp các bạn. Cúng đại ở dưới các bạn, chứ mình cúng ở trên ngôi mộ nguy hiểm nữa. À, cây này nãy nó mới bắn lộn nữa, nó xâm chiếm địa bàn các bạn. Đêm hôm à, mình chỉ cúng bánh linh thôi các bạn ơi. Bánh linh với bánh gì đây, bánh dừa. Mình cứ mất ở đây coi quỷ đồ chọc hoặc là cái gà nó có nói gì thì mình nghe được các bạn. Rồi, tôi mời hai con quỷ đồ chọc ra đường đi, rồi cho tôi xin được giao tiếp nha. Mất này có trái không trời? Trái các bạn. Cái này xài mất vỏ. Ok quý anh chị, mình bỏ hai cái mít tại đây luôn ha. Để coi hai cái bông... một cái bông quỷ đầu chọc và cái bông quỷ áo trắng, hai bông này nó xuất hiện nó có nói gì hay không thì ok. Mình sẽ tránh ra chút xíu để cho các bông ở đây người ta hưởng quý anh chị.
Ừ đâu? Tao có to rồi, nó đâu uống nữa. Bắt cạo đầu thì thấy tao uống rượu nhạt lạnh quá à. Dạ. Dạ. Cho tao hay gì? Hỏi ta. Hai nhà ngươi cứ hưởng nhang khói đi. Tao không kêu nó hưởng. Quỷ đồ chọc qua hưởng nhang khói đi, quỷ đồ chọc. Họ có em hổ cái gì? Nhà không ngõ thì qua đây gần đất cái ra thôi vậy. Đừng muốn lộn cái gì.
Cho không uống rồi nhưng mà đâu, đi qua đây. Không. Quỷ mặt trắng cho tôi hỏi thăm anh. Hỏi cái gì? Ngày xưa bông mất quê có bông ở gần đây không? Không. Bông mất năm nay được bao nhiêu năm rồi? Nó 2 năm rồi. Mấy? 2. Mấy 2 năm hả? Ừ. 2 năm mà sao lên làm quỷ được hay vậy? Chưa có vợ con chưa? Không, không có vợ con vậy đó. Thấy là còn trẻ đó à. Không vợ con gái đó hả? Ờ, đâu biết là trốn mấy con quỷ rồi nó sợ tao. Chưa có thằng mà nè, nó vô ké tao rồi đúng không? Hôm nay trời mưa tao không có ai được. Rồi ban đêm hai người ngươi ở đâu? Tao ở đây. Còn con quỷ đó, nó ở đâu thì kệ nó, đừng có nào dám vô nhà tao. Dạ hả? Nó ta thấy sắm chết nhiều quá tao mới vô đó. Tao không cho mày ổ quá. Giờ tao sẽ thở lên thao. Cho ổ cái này thôi, kiếm mày đi đi. Thôi bây giờ hai nhà ngươi đã làm vong linh rồi thì nhường chỗ ở cho nhau đi. Nhà ngươi tên gì? Tao ấn mày rồi nhường cái hình ngọt. Nhà ngươi tên gì cho tôi hỏi thăm, nhà ngươi tên gì? Mày hỏi đâu cái gì? Hỏi tao biết. Chứ có bắt vong đâu mà sợ. Tao tên Lam. Lam hả? Tao tên Lam. Tên Lam. Ngày xưa là mất như lúc trước mắt là được nhiêu tuổi? 26 tuổi. 26 tuổi hả? Dạ, 28 rồi. Rồi lúc đó là nhà ngươi làm công việc gì? Con chế súng nhựa tao bán. Bán ở đâu? Chợ ở đâu? Ừ, bán trên chợ ở đâu? Giờ bắn lại coi, anh nổ không? Bắn mũi rồi. Ừ. Mày láo quá mày. Ba thằng nhòm tao. Tao ở đây còn lâu hơn mày nữa. Mày mới 2 năm rồi chứ làm chùm hả mày? Còn quân quỷ rồi chọc cho tôi hỏi thăm ha. Quân mất được bao năm chưa? Nó mất trên 5 năm rồi. Nhà ngươi cho tôi hỏi, tại sao bộ dạng cái đầu nhà ngươi không có tóc gì? Cái đầu của tao từ nhỏ tới giờ không có một tóc. Biết tóc chết giờ thành quỷ còn chặt luôn. Vậy hả? Rồi, tội nghiệp quá trời các bạn. Trời ơi, mày sống ác quá đó, thằng quỷ kìa. Giờ mày muốn nói lộn nó về. Tao muốn không cho mày vô nhà tao đó. Giờ tao hết ở đây á. Đây là địa bàn của tao. Còn ngày xưa con quỷ đồ tập có vợ chưa? Chưa. Mất được nhiêu tuổi mà không có vợ? 16 tuổi. Mất 16 tuổi, tới giờ là trên 100 năm ha. Ô, cái thằng nói xạo. Muốn lộn cái gì? Ô, tao không chơi nhất kì ôi. Cái thằng ổn kế. Không có tao đâu. Bắt trưởng mày cái nó mày chết ra. Rồi hai nhà ngươi ở đây không đầy. Có ai cúng kiến cho ăn uống gì không? Không. Sao hôm nay tôi đi qua đây khám phá về tâm linh, tôi thấy hai nhà ngươi xâm chiếm địa bàn hàng sau mà nó rất là kỳ lạ vậy. Bữa nay nó tính lại chỗ tao kiếm ăn, tao quánh nó. Vậy hả?
đã kho rồi, nó kho uống cho tao ăn, ngồi đợi cho được ăn tao. Rồi hai nhà ngươi thường ngày ăn cái gì? Rồi thường tôi bắn cá, bắn chim rồi tao ăn không à. Vậy là có tài nghề bắn cá, bắn chim ăn ha. Bắn mày nữa ngồi. Mày bắn tao không có tác dụng gì đâu. Quỷ đồ chọc có phép không? Quỷ đồ chọc tao trên trăm năm rồi, pháp thuật của nó mới chết mình chơi là sao? Đây hả? Bây giờ hai nhà ngươi muốn cưới vợ không? Tôi cưới cho mỗi một người một con. Ôi thằng này đầu nó có tốt đâu mà cưới vợ. Rồi quỷ đồ chồng qua hưởng nhan khói đi quỷ đồ chồng ơi. À cho nó hưởng mà hưởng. Mọi người cho nó hưởng đi, tôi là người đi giúp vong, tôi cúng kiến vong nào tôi cũng cho ăn hết. Uống cho nó hưởng. Mày đi qua đây, nó bóng mày ghê. Tao đi qua luôn mà. Quỷ đồ hổ cho mày hưởng. Người không nên ngoại nha, để cho tôi chỗ cá là banh xác á. Lên nó không cái gì, để nó ai luôn, để cho quỷ đồ chọc hưởng. Chứ dẫn dẫn là tôi bắt việc tiêu diệt xong hết á. Cho mày hưởng đâu cái gì, để nó đâu có cho tao đi kiếm ăn đâu. Tao hiểu địa bàn của tao, mày xin mà mày vô. Để tao mày qua được ăn đâu. Tao có xin mày gọi cho. Đi về đưa hàng mày đi. Con quỷ cơ. Cái bông đó để cho người khác hưởng nha, bông khác hưởng nha, đừng hoài quá nha, tôi trưởng cái là bông xét ha. Làm nghỉ nha rồi. Rồi đi ra đây để cho con đầu chọc nó hưởng. Con quỷ nó hoài vừa vừa thôi. Nó làm tốt nha hết rồi. Rồi bông hưởng đi. Ôi ngồi. Sao mà hưởng nữa? Để hả? Hưởng đang cay rồi. Cái nào hưởng ngồi. Ăn tan nát bánh hết rồi. Ăn tan nát hết luôn hả? Ờ bông có muốn ăn gì không? Bông khác tôi lại đây tôi cúng cho bông ăn. Bông ngon bông đồ chọc quá. Mày cúng gì tao ăn với nó à? Tao thì tao nói lắm rồi. Muốn cơm gì hả? Cơm chay rồi hả? Thôi mày cúng tao con trai đi. Được hả? Tao cũng muốn đi tu lâu lắm rồi. À. Con là chọc tên gì? Tao tên Hiển. Hiển hả? Ồ, tên đẹp quá ta. Mất năm 16 tuổi. Ông ông kia sao? Quậy quá vậy? Muốn gì? Ô, muốn đuổi nó ra. Đuổi ra hả? Dạ, không có tao đây được không? Mày đi về khu mày đi. Mấy tên con trưởng này thì chết mày. Rồi, chết rồi. Rồi, đứng xíu tập đứng. Quá trời phá. Chắc tưởng nó có bông nó banh xác quá các bạn. Ăn đã rồi không cho bạn. Phá đổ bùm la. Phá luôn của đầu độc. Nó phá lắm. Tình hiểm gì á. Mà thôi tình lâu. Tình gì cũng biết quên rồi. Thôi tình lâu. Lam hả? Lắm. Muốn ăn uống gì không? Mấy món tôi lại tôi cúng cho. Đừng giỡn giỡn à. Giỡn là trưởng cái banh xác á. Quấn mày bây giờ. Quất luôn quỷ đồ chọc.
nó sẽ làm lỡ tao. Món quỷ không có tốt. Món con đem quỷ rồi chọc theo là tiêu diệt quỷ á. Đi bắt quỷ, bắt ma, ưu tinh hung dữ như nhà người á. Nó yếu lắm rồi, ôi, tao có súng mà. Tao bắn rồi. Trời ơi, bắn thua cây súng nước của người ta nữa. Gọi lên. Ôi, thằng mày chỉ vô đây, biết chuyện với tao hơi rồi. Hai con quỷ đâu mất tiêu cho người ta. Thật sự mình qua đây mình gặp cái con quỷ áo trắng này nó quậy quá các bạn. Còn cái con quỷ đầu trọc á thì mình thấy rất là hiền. Con quỷ áo trắng đang chiếm địa bàn. Con áo trắng nói là cái nhà này là nhà của nó. Nhưng mà thật sự mình thấy đây là có ngôi mộ của ông cụ. Chắc chắn là nhà này của ông cụ. Rồi nó vô nó xâm chiếm nó ở rồi nó không cho quỷ đồ trọc ở. Thì quỷ đồ trọc hồi nãy á không có hưởng được nhang đèn. Nói là cái con quỷ mặt trắng nó hưởng hết à. Nó ăn bánh rồi nó giục ngang đổ hết. Rồi bánh thì nghỉ nhường hết. Mình có hỏi quỷ đồ trọc á có muốn mình cúng kiếm gì không? Thì quỷ đồ trọc có trả lời. Nói là muốn cho họ ăn cái gì thì họ ăn cái đó. Thì có thể mai mốt mình đem cơm chay lại mình cúng cho cái quan quỷ đầu trọc của anh chị. Còn cái quan áo trắng á, quý chị cho mình một cái comment có nên cúng kiến cho nó ăn hay không, chứ mình thấy nó bạo tàn quá. Không lẽ bây giờ mình tiêu diệt nó rồi mình tạo thêm cái nghiệp nữa. Thì ok, mai mốt mình có thể là đây mình phiên cái quan áo trắng để cho quan áo đỏ ở trong cái ngôi nhà này các bạn. Thì bây giờ mình có thể kết thúc clip tại đây ha. Cảm ơn quý anh chị đã nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ. Chúc quý anh chị một ngày mới có thật nhiều niềm vui và có thật nhiều sức khỏe. Bye bye quý anh chị.